Loa tép chống cháy dùng cho âm ly cục đẩy. Cặp này 1 triệu này, cặp này 500. 500 một cặp, 1 triệu một cặp. 1 triệu là củ 350, loại này có hai cấp độ. Mỏng tép, dày tép. Hai loại này đều chống cháy và đều bảo hành 1 năm. Củ 500 này là củ 250 nhá. Côn 2,5 từ 8 này. Còn cái 1 triệu này là từ 9, côn 3,5. Hai loại này thì đều dùng cho cục đẩy âm ly từ 2 sò đến 60 sò đều được. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm. Bát 20 đến bát 50 đều được. Dây dài 1 mét rồi. Về đấu đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. Chúng ta đấu vào đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. 500, 1 triệu. Tép thì nó không quan trọng vào cỡ bát, bát nào cũng được. Từ bát 20 đến bát 50 đều được. Hàng chúng tôi bảo hành 1 năm. Tép hay cháy là quá khứ rồi các bạn nhé. Giờ ai hỏi cháy nữa. Nhiều anh em thì cũng phải cháy loạn lên, rất là khổ. Do anh em có tiền mà không biết chỗ chuẩn mà mua, nên là chỗ lừa thì lại tin, chỗ chuẩn chỉ thì lại sợ lừa. Nên anh em mà vào kênh bên mình bán nó xịn cho. Đây mới gọi là xịn này. Chúng tôi chuyên những cái dòng loa tép chuẩn chống cháy, hàng chất lượng cao, khung gỗ cực đẹp. Loại này 500k một cặp này. Loại này là 1 triệu này. Hai loại này đều chống cháy và đều bảo hành 1 năm nhé. 1 triệu thì cái củ to hơn tí. 500 nó là củ 250. Hai loại này đều chống cháy và đều bảo hành 1 năm nhé. Tép hay cháy là quá khứ rồi. Đấy, là xưa rồi, giờ ai hỏi cháy nữa. Đây mua là xịn này, đây mua là chống cháy nhá. Cháy là quá khứ rồi. Anh em cần hàng thì alo cho mình. Ship khắp Việt Nam. Hàng thì anh em về được test kiểm thử ok thanh toán. Bên mình là ship khắp toàn quốc. Anh em mua hàng thì liên hệ theo Zalo 0973 533 269. Ngon nha. 1 triệu này. Đây là loại 500 xịn. Trong quá trình sử dụng bóng đèn không sáng mới ok, chứ còn bóng bị sáng là tép đang cảnh báo vang nâng lọc, đang méo tín hiệu khoảng 40%. Đây có bóng sơ cua đây nhá. Đấy, bóng này có thể rút ra và thay thế này, cắm đúng chân mới được. Cái bóng này mà đứt tóc thì tép sẽ không kêu. Anh em có thể rút cái bóng này ra và thay cái bóng sơ cua này vào, cắm đúng chân nhá các bạn nhá. Dây đều dài 1 mét rồi. Về đấu đít loa này, đít âm ly, đít cục đẩy. Anh em muốn mua được loa chuẩn xịn và uy tín và xứng đáng với đồng tiền thì liên hệ với kênh của Lưu Quốc Cạn nhá. Ship hàng khắp Việt Nam. Đây chúng tôi chuyên sản xuất những dòng loa tép chuẩn chống cháy hàng đầu Việt Nam. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cho anh em một cái cặp tép 1 triệu và 500. Nhiều anh em có hỏi là 500 đâu và 1 triệu đâu. Thì hôm nay cái video này mình giới thiệu cho anh em rất là rõ rồi. 1 triệu nó là củ 350, trang bị chống cháy chuẩn nhá. Tép này có lọc chói đầy đủ, chống chói tai. 1 triệu một cặp. Phễu nhựa chống chói nhá, phễu này 12 vuông. Cao là 16 phân, khung gỗ vàng. Phễu nhựa sần sần để chống chói, chống ngân, vọng, chuông kim loại các kiểu nhá. 500k một cặp, 1 triệu một cặp. Anh em cần hàng thì alo mình nhá. Ship hàng khắp Việt Nam luôn, hàng chuẩn xịn nha. Anh em về test kiểm thử ok thanh toán, hàng bảo hành 1 năm ok. 0973 533 269 ok.